Với hành vi sử dụng nhiều công ty ma để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất 2.346,4% một năm cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, các đối tượng đã cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng. Hơn 40 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam phạm tội trong đường dây hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố. Đây là đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất từ trước tới nay. Theo đó, kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 7 năm 2023, nhóm đối tượng người nước ngoài chủ mưu đã cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều công ty ma để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi thông qua ứng dụng GreatVay trên điện thoại di động. Trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn như AB Tiền, CashGo, Lai Tiền, Vizong. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã thành lập hàng chục công ty ma, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới. Cùng với đó, các đối tượng đã sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen, gây mất trật tự an toàn, tạo dư luận xấu trong xã hội. Các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa chủ mưu cầm đầu là các đối tượng người nước ngoài với đối tượng người Việt Nam giúp sức. Hơn nữa, các đối tượng người nước ngoài thành lập nhiều công ty ma nên quá trình hình thành dòng tiền rất phức tạp, số lượng bị hại rất lớn trên phạm vi toàn quốc đã gây khó khăn cho hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố, tạm giam 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.